Mến chào quý anh chị và các bạn, tôi là Nhật Đặng, người sẽ đồng hành cùng quý anh chị trên bước đường đầu tư của mình. Hôm nay lại là một ngày cuối tuần ha, Nhật cùng quý anh chị với nhau tìm kiếm những cái cơ hội cho tuần đầu tư mới. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận và cùng nhau nghiên cứu về một cái nhóm ngành mà vừa qua cũng tăng giá khá là tốt. Và chúng ta sẽ tìm hiểu những cái động lực nào để cho cổ phiếu ngành phân bón tăng giá ha. Nếu anh chị nào đây được xem là những cái thông tin Nhật mang tính chất chủ quan, Nhật sẽ chia sẻ với mọi người để cho quý anh chị có thêm những cơ hội đầu tư, một cái không được xem là lời khuyên đầu tư ha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước vào. Nhưng trước khi vào, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại cái xu hướng của index trong một tuần qua. Về xu hướng tuần thì rõ ràng là cái tuần vừa rồi là thị trường đã bắt đầu tăng trở lại và nó phủ nhận hết cái ngày tuần rồi từng giảm điểm bằng một cây nến màu xanh ở đây ha, mọi người có thể nhìn theo con chuột. Thứ hai là nó đã đem cái sự tích cực trở lại cho thị trường sau khi xu hướng ngày đã bắt đầu trở lại xuống tăng và nó đang nằm ở ngay cái vùng đỉnh cũ. Tóm lại, ở xu hướng tuần qua xuống ngày đã lấy lại một cái tâm lý tích cực cho thị trường, và đây là điều khá là vui. Chúng ta đều mong chờ, thì chúng ta sẽ vì xuống này chúng ta sẽ kỳ vọng cho tuần tới, tuần tiếp theo thị trường sẽ tiếp tục gia tăng ha anh chị ha. Chúng ta sẽ điểm lại thị trường, chúng ta sẽ nhìn vào cái dòng tiền. Trước khi vào cái ngành phân bón, chúng ta sẽ dòng tiền sẽ điểm ra nhanh thôi. Ở đây chúng ta có thể thấy là dòng tiền ngày thứ sáu hôm vừa rồi nó lan tỏa. Thì về cái dòng tiền này thì mọi người có thể xem cái bài phân tích dòng tiền của Thế Nguyễn Thế Hưng trên cái kênh channel này luôn ha. Đã lan tỏa các nhóm ngành thì Nhật chỉ nói sơ lại thôi, tiền nó đang lan tỏa gần như ở các cái nhóm ngành luôn đó. Rồi cũng là lan tỏa luôn từ VN30, những cái cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn hóa nhỏ và tới Penny. Khối ngoại đã bắt đầu có xu hướng dừng bán ròng bằng cái, mọi người hãy nhìn cái độ dốc trên sàn Hò Xe và VN30 là cái nhóm chỉ số này nè, cái độ dốc và bắt đầu nó dừng, lực bán ròng bắt đầu nó giảm dần. Đây là một những cái yếu tố chính chúng ta hãy nhìn, đó là đặc điểm của thị trường ha. Độ rộng thị trường cũng bắt đầu mạnh và rộng hơn rồi. Rồi, và thị trường nhìn chung là ở trạng thái là tích cực. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào ngành phân bón. Thì ở đây Nhật sẽ xin phép là đọc và phân tích cho mọi người, review lại cho mọi người cái phân tích. Đây là của công ty chứng khoán Miraset Việt Nam. Ở đây nó có ba cái luận điểm chính mà để Nhật vừa đọc vừa diễn giải để cho chúng ta cùng nắm ha. Cái ngành phân bón hiện tại, cái động lực đầu tiên là chúng ta thấy được cái giá cả xu hướng. Bối cảnh từ trên xuống, chúng ta thấy rằng là giá nông sản của thế giới ngày bắt đầu tăng mạnh. Mà giá nông sản thì nó dẫn tới cái nhu cầu về phân bón. Tại vì nông sản càng càng thiếu nên dẫn đến mà cái nhu cầu, mọi người thấy chúng ta đang ở cái bối cảnh là dịch bệnh Covid khá là nhiều. Vì vậy cái nhu cầu, những cái nhu yếu phẩm thiết yếu về lương thực, thực phẩm, những cái vấn đề về thiết yếu, những cái giá nông sản thì nó sẽ rất là cao. Mà trong khi đó giá càng cao thì nhu cầu càng cao sẽ dẫn đến giá cao. Mà giá cao thì nó sẽ dẫn đến cái nhu cầu người ta trồng nhiều hơn, sản xuất nhiều hơn. Nên kéo theo cái nhu cầu triển vọng là kéo theo cái nhu cầu phân bón cao. Chúng ta sẽ nhìn lại một trong những nguyên nhân tác động đến cái giá cho cái ngành phân bón tiếp theo, đó chính là cái nguồn cung, chính là cái diện tích canh tác bắt đầu ngày cái xu hướng bị thu hẹp. Tại vì trong cái một xíu mình sẽ nói tìm hiểu theo những cái nguyên nhân ha. Và chúng ta nhìn sơ qua về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành đang niêm yết. Và một xíu ở đây nó sẽ khác là Nhật sẽ cùng mọi người mở vào cái đồ thị trực tiếp, chúng ta cùng nhìn view vào cái dòng tiền ha. Rồi chúng ta không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta hãy nhìn đây. Đây là những cái số liệu bên Miraset cho chúng ta thấy cũng khá là hay, nhưng cũng không cần phải, đây là có những cái đội ngũ chuyên gia, những nhà đầu tư mới chúng ta có thể lấy này ở đâu. Nhật chỉ mọi người ha, chúng ta vào trang web người đồng hành, chúng ta có thể là chúng ta đăng ký vào công ty chứng khoán ndh.vn. Chúng ta kéo xuống cái trang chủ, chúng ta sẽ kéo thấp xuống và công ty ở đây, cái trang này nó sẽ cho chúng ta báo cáo cập nhật phân tích mới ra liên tục của các công ty chứng khoán. Ví dụ như ở đây có công ty chứng khoán ngân hàng công nghiệp của Miraset, của VND, ở rất là nhiều đây, bản tổng hợp các cái báo cáo phân tích cập nhật. Chúng ta chỉ cần có báo cáo mới chúng ta coi ha, và chúng ta bấm vào chúng ta coi. Thì đây là những cái cách mà để Nhật đọc cho nó nhanh đó.
Rồi quay trở lại với việc phân tích. Đầu tiên là chúng ta thấy được cái giá hàng hóa nông sản thế giới được tăng mạnh sau và bắt đầu tăng mạnh từ ngay khi cái dịch Covid-19 từ tháng 4 năm 2020 là cái đáy của Covid tháng 3 tháng 4 á, là từ đó xu hướng mọi người nhìn đây nè, đây là cái biểu đồ giá ngô, giá lúa mì, giá đậu nành. Đó, nó đang có xu hướng tăng lên và tới năm 2021 cũng đang một cái xu hướng tăng, triển vọng hướng lên. Có một cái góc ha, so với cái bề ngang nó đã tăng một cái độ dốc rồi. Giá cà phê, giá đường, các cao su đều vậy. Và người ta thống kê theo World Bank thấy là cái lần lượt cái đợt cái việc giá nông sản nó tăng theo một cái xu hướng như vậy là nó, từ tháng 4 đến bây giờ nó tăng tới là 36%, 36,4% từ đấy ha, là cái này là thấy nó đã tăng ba mấy phần trăm rồi. Chúng ta có thể nhìn lại thị trường chứng khoán VND, chỉ số VN-Index từ tháng 4 đến bây giờ. Chúng ta hãy nhìn đây. Từ tháng 4 năm 2020 là 720 đó, và bây giờ 1.300, nói chung là gần gấp đôi. Giá hàng hóa nó cũng tăng. Đó, đó là một xu thế. Giá hàng hóa nông sản trên thị trường tăng cũng theo cái đà tăng của kỳ vọng của thị trường chứng khoán. Mọi người thấy có mất tiền đồng ha. Rồi chúng ta hãy nhìn qua, đây là một số cái chỉ số giá của một số ngành. Đây là một chỉ số giá nông nghiệp thực phẩm về ngũ cốc, về nông nghiệp, nó là mặt bằng chung nè. Nó có một cái đồ thị xuất sắc năm 2007 2008. Lúc này thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở một cái chúng ta hãy nhìn ở đây, năm 2007 hay 08 đó, mọi người thấy không, 2006 2007 nè, thị trường chứng khoán ở cái vùng đỉnh. Trong khi đó giá hàng hóa cũng ở trong bắt đầu hướng gia tăng mạnh lên ở cái vùng đỉnh năm 2008 ha. Rồi chúng ta hãy thấy đây, năm 2021 là gần nhất đang có xu hướng nhật lên, xu hướng tăng. Vậy nhìn cái nhìn vào đây chúng ta thấy là khả năng thị trường cái giá cả hàng hóa nông sản đã tạo đáy trong vòng 8 năm từ năm 2013 đến nay, và khả năng nhìn vào đồ thị này, chỉ số giá này, chúng ta có thấy là khả năng nó vào một chu kỳ tăng giá mới. Có những lý do theo Nhật là đánh giá là như sau: chúng ta đang ở trong một cái bối cảnh là dịch bệnh, tất nhiên rồi ai cũng dùng cái lý do dịch bệnh, nhưng chúng ta ở trong một cái bối cảnh là tiền đang rất là rẻ, tất cả các quốc gia đang dùng một chính sách gọi là chính sách tiền tệ, đang bơm tiền ra với một mặt bằng lãi suất là thấp, tiền rất là rẻ. Trong khi đó cái lượng cung ứng, hoạt động sản xuất, cái ngành hàng tiêu dùng thiết yếu trong cái phần gọi là chu kỳ kinh tế hay là chu kỳ ngành hàng hóa, thì cái này trong cái khóa học Stockholm Exchange nó có chia sẻ cho mọi người là thấy là những cái ngành, những cái bối cảnh kinh tế khó khăn á, thì lúc đó là những cái ngành phòng thủ, những cái ngành thiết yếu nó sẽ hưởng lợi, và chính vì vậy việc tiền nó rẻ sẽ dẫn đến cái thay đổi trong cái việc cái cơ cấu chi tiêu đầu tư á, sẽ việc chi tiêu người ta sẽ ưu tiên dùng những ngành thiết yếu nhiều hơn, không về xa xỉ phẩm. Vì vậy cái tiền đang rẻ như vậy nó có thể là nó sẽ lan rộng ra tất cả các thị trường hàng hóa. Mọi người hãy hình dung là chúng ta có thể quan sát là gần đầu năm tới đây chúng ta thấy là giá thép liên tục tăng, đúng không? Nhiều anh chị đã nhân 50%, 100% đã lời mua những cổ phiếu thép rồi. Bây giờ nhìn lại chúng ta thấy là giá cao su cũng hồi phục, giá bây giờ hiện tại là chúng ta đang phân tích ngành nông sản, giá nông sản. Thì vì vậy cái việc mà cái giá nông sản xu hướng tăng là qua những số liệu cho thấy, chúng ta thấy là nó là một triển liệu, một triển vọng, và có thể nó trở vào một cái xu thế mới. Và vì giá nông sản tăng như vậy, nó dẫn đến cái việc nhu cầu sử dụng phân bón rất là cao của thế giới Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nhìn qua những slide tiếp theo, chúng ta thấy rằng từ cái góc độ chúng ta có thể nhìn quá khứ, có thể là những cái đồ thị lên xuống ha. Chỉ số giá phân bón ở từ cuối năm 2020 2021 á bắt đầu có xu hướng dốc lên. Cái này nè, chúng ta kỳ vọng là cái mặt bằng chỉ số giá này nó sẽ tăng lên đâu đó 120, 170 về lại cái đỉnh này thôi ha. Có nghĩa là xu hướng đã có xu hướng giá phân bón thế giới đã có bắt đầu tăng trở lại đó, và đặc biệt từ từ tháng 6 năm 2020 đến nay nó đã tăng tới 60% rồi, và người ta kỳ vọng nó sẽ còn tiếp tục tăng, bởi vì nhu cầu phân bón sẽ thứ nhất là thế giới, một xíu mình sẽ coi tiêu thụ. Tại vì khả năng là nhu cầu nó sẽ tăng, và diện tích, đây chúng ta hãy nhìn đây, nhưng mà riêng ở thế giới nè, chỉ số hàng hóa của thế giới cao bắt đầu tăng, ngay cả Việt Nam cũng đã có những bắt đầu có những cái tín hiệu tích cực về tiêu cầu, nhu cầu sử dụng phân bón cao hơn. Vì chúng ta thấy rằng là
À đó, chia quý 4 trong 4 tháng đầu năm 2021 so với 4 tháng 2020 nó đã có dấu hiệu tăng hơn 82%, đã có những cái dấu hiệu để cho mình biết là cái nhu cầu phân bón của Việt Nam đang có xu hướng tăng trở lại so với cái xu hướng trước đây từ năm 2015 hay đến 2020 đã có xu hướng tiêu thụ nó giảm lại. Đó, để người ta lý giải được những cái điều này á, chúng ta hãy nhìn qua một số cái đồ thị của những cái giá phân bón của các loại hình như ure hay là các loại phân bón khác. Nó đều có giá xu hướng tăng ha. Tại Việt Nam nè, thế giới đều có xu hướng tăng, đều dốc lên, đều dốc lên. Chúng ta khỏi cần phải đọc chi tiết, chúng ta sẽ hiểu xu hướng đều dốc lên, đều dốc lên. Thì chúng ta thấy là triển vọng về giá ngành phân bón cũng sẽ có xu hướng tăng. Đó. Nhưng mà có một cái câu hỏi ở đây là cái việc mà giá phân bón nó tăng như vậy á, thì không biết là cái nguyên liệu đầu vào như thế nào. Tại vì nếu như bạn là chúng ta hãy hình dung chúng ta đặt là chúng ta là một cái doanh nghiệp phân bón, nếu nhu cầu phân bón càng cao, giá càng cao, chúng ta kinh doanh phân bón thì chúng ta có lợi chứ. Giá cao tại vì nhu cầu nên tạo nên giá cao thì cái doanh thu chúng ta sẽ bằng số lượng nhân với giá, mà giá ngày càng tăng thì chúng ta có khả năng là chúng ta có lợi chứ, đúng không? Là giá tăng mà bạn nâng được giá bán thì cái du nhưng mà chúng ta phải nhìn lại là phải xem cái nguyên liệu đầu vào như thế nào. Tại vì nếu mà giá bán tăng thì cái nguyên liệu đầu vào nó cũng tăng, thì gần như là biên lợi nhuận sẽ nó cái lợi nhuận chênh lệch nó sẽ không có. Thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn qua tiếp theo là cái nhu cầu nguyên liệu đầu vào. Vẫn về nguyên liệu đầu vào thì nó sẽ khá là cao vì cái nhu cầu cái lượng tiêu thụ rất là nhiều, nên cái nhu cầu cái việc nguyên liệu đầu vào để sản xuất ra phân bón cũng khá là nhiều. Nội chúng ta thấy là giá bán tăng, nhưng ví dụ như là những cái nguyên liệu đầu vào như khí thiên nhiên nè, rồi dầu nguyên liệu nè, nó cũng có đang ở xu hướng tăng, là giá hàng hóa tăng. Đó là một chu kỳ hàng hóa làm cho cái việc giá nguyên liệu đầu vào cũng tăng ha. Rồi trong khi đó nó có một cái thông tin là Trung Quốc nó đang có những cái nhà máy mà cung cấp giá nguyên liệu đầu vào á, nó bị hạn chế. Trung Quốc, Liên minh châu Âu thì cấm luôn những cái nơi mà sản xuất kali, những cái nơi rồi sản xuất kali thế giới, là khiến khả năng làm cho cái giá nguyên liệu đầu vào càng cao. Mà giá nguyên liệu đầu vào càng cao thì giá bán chắc chắn sẽ cao, nếu doanh nghiệp muốn giữ vững được biên lợi nhuận cho mình ha. Rõ ràng chúng ta thấy một cái kịch bản là giá phân bón tăng không hẳn là nó tốt hết. Hoàn toàn là nếu mà nguyên liệu đầu vào bình ổn thì dĩ nhiên cái việc giá phân bón tăng nhờ nhu cầu thì rất là tốt. Tuy nhiên ở đây có một cái hạn chế là giá phân bón tiếp tục tăng nhưng nguyên liệu đầu vào như axit phosphoric, kali đều có xu hướng tăng và không và là tăng có khả năng tăng cao, nên vì là mình đứng ở góc độ là nhà sản xuất nguyên vật liệu á, những doanh nghiệp nào mà có những cái lượng hàng nguyên liệu đầu vào này có sẵn đó nhập mà trữ trước ở cái vùng giá thấp rồi, xu hướng nó tăng như vậy thì những doanh nghiệp đó có khả năng có những cái lợi nhuận tốt. Tại vì giá bán tăng nhanh nhưng mà chúng ta có hàng tồn giá rẻ thì khả năng biên lợi nhuận nó sẽ cao. Đó thì đây là một cái chú ý khi chúng ta chọn vào cái ngành phân bón, ta chú ý phân tích được cái nhu cầu đầu ra nhưng mà phải chú ý một cái đầu vào nữa. Rồi và chúng ta hình dung là với cái nhu cầu xu hướng hiện tại như vậy thì giá nông sản sẽ neo ở cái mức cao, thì nó dẫn đến nhu cầu phân bón sẽ cao. Nhưng ở đây cái phòng research người ta nghiên cứu, người ta đánh giá là nó sẽ có nhu cầu tăng ở chung chung và dài hạn. Chung và dài hạn ha. Rồi một điểm khá lưu ý nữa, chúng ta nhớ là để cái ngành phân bón này, cái cầu ngành phân bón này cao, ngoài cái việc mà người ta tiêu thụ nông sản cao á, nó còn bị hạn chế bởi cái năng lực sản xuất, đó chính là diện tích trồng. Ở Việt Nam chúng ta thấy là diện tích về trong diện tích trồng là chúng ta nhìn đây là đang có thoải xuống, đang giảm xuống, giảm dần, và năng suất lao động cũng bắt đầu ở xu hướng tăng lên. Và nhìn qua các loại hình, các mô hình thì chúng ta thấy là diện tích đang bắt rất là tóm lại rất là hạn chế. Đó, và trong đó có một cái nguyên nhân nữa chính là sự thay đổi trong cơ cấu ngành nghề. Bây giờ chúng ta đang chuyển mình và cái xu hướng gọi là nông nghiệp phi nông nghiệp hóa, có nghĩa là chúng ta chuyển sang công nghiệp dịch vụ nhiều hơn, giảm bị ảnh hưởng bởi cái tỷ trọng của nông nghiệp trong cơ cấu GDP trong thời gian vừa qua đến nay nó cũng bắt đầu suy giảm ha. Đây là những con số mọi người có thể tìm đọc thêm, nhưng Nhật nói cho mọi người ha. Và cái quan trọng tiếp theo, nguồn cung bị hạn chế đó, chúng ta hãy nhìn qua một cái gọi là tiêu thụ phân bón của Việt Nam so với mức thế giới. Việt Nam đang ở tiêu thụ phân bón ở cái mức cao
À, cũng là cái mức cao nó sẽ dẫn đến cho mức độ thâm nhập của thị trường phân bón à, sớm mình đã có một cái có giới hạn. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà phân tích về cái ngành phân bón, chúng ta thấy là nhu cầu nông sản cao dẫn đến nhu cầu phân bón cũng cao và giá bán gia tăng, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi đó. Tuy nhiên chúng ta chú ý là những doanh nghiệp nào có cái nguyên liệu đầu vào tốt thì ở giá thấp trữ nhiều mua trước đó rồi thì nó sẽ hưởng lợi, còn ngược lại giá tăng nhưng mà nguyên liệu đầu vào tăng thì doanh nghiệp cũng chưa hẳn được hưởng lợi ha. Rồi về chúng ta có thể điểm sơ và xu hướng ngành phân bón giá cũng sẽ tiếp tục tăng. Và chúng ta hãy nhìn qua cái kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp trong có niêm yết trên sàn chứng khoán. Đó là một số doanh nghiệp ở đây là gồm như Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ, DDV, BFC, Lux, SFG, đây là những cái doanh nghiệp ha. Và chúng ta thấy là doanh thu đã có bắt đầu tăng trưởng ở quý 1 rồi. Cái đường màu xanh nhạt như vậy nè ở cuối nè, ví dụ như Đạm Cà Mau nè, quý 1 đã tăng trưởng 31% so với cùng kỳ, là DDV cũng vậy 56%, doanh thu bắt đầu trở lại. Có nghĩa là nhu cầu đã bắt đầu trở lại dần 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 để chúng ta nhìn qua các quý đang có xu hướng tăng trở lại. Vì vậy một xíu chúng ta sẽ nhìn vào, vì doanh thu có xu hướng hồi phục tăng như vậy, chúng ta hãy nhìn thấy do nhu cầu nông sản và nhu cầu giá phân bón tăng thì chúng ta thấy là một xíu giá cổ phiếu chúng ta cũng nhìn nó ở vào một cái con sóng tăng, trong khi đó biên lợi nhuận cũng có chút đôi chút cải thiện, nhưng mà cải thiện nhiều nhất có là đường dốc lên, có nghĩa là cái mức cũng cao là 20% như là Đạm Phú Mỹ. Nhưng mà mọi người hãy hình dung đây là thuộc dạng là với ngành nông nghiệp nên cái biên lợi nhuận nó sẽ không có đột biến như những cái ngành bất động sản xây dựng mà nó ở duy trì ở cái mức vừa phải, ví dụ mười mấy 20%, ở cái mức vừa phải nè, cũng là biên lợi nhuận cũng tạm ổn. Đây là biên lợi nhuận hoạt động thì nó cũng như vậy thôi. Hoạt động là hoạt động chính của doanh nghiệp ha. Nó có những tín hiệu tích cực sau nhiều năm đi xuống, cái câu kết luận như thôi, đơn giản thôi ha. Hiện tại nó đang tích cực hơn so với những năm trước đây, ngành phân bón được đánh giá thấp vì giá bán ở mức thấp, nhu cầu ít, chuyển dịch cơ thấp, nhưng bây giờ bắt đầu nhu cầu cao hơn rồi và sự hấp thụ bằng cái việc tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp nó đã thể hiện rõ. Và chúng ta hãy có một cái điểm rất là nhỏ, rất là nhiều trang báo thì sẽ đưa tin, có nghĩa là ngành phân bón sẽ hưởng lợi nếu như một cái chính sách mới, nghị quyết số 48 chính phủ về cái việc mà xếp phân bón vào chịu thuế giá trị gia tăng, nó sẽ giúp cho doanh nghiệp phân bón được khoản chi phí khấu trừ đầu vào là 10%, trong khi đó giá bán khả năng nhà đầu tư khách hàng sẽ bị đưa vào giá bán khoảng 5% làm tăng cho giá bán phân bón. Nhưng mà đây là một điều tính cực cho một số cái doanh nghiệp, một cái thay đổi trong một cái chính sách pháp lý làm cho cái trong nghị quyết 48 này nó giúp cho doanh nghiệp được khấu trừ. Trong khi đó nhìn vào cụ thể cái mức khấu trừ tốt nhất là ở đây có Bình Điền, có Đạm Cà Mau, có Đạm Phú Mỹ. Và nói chung là phần lớn là đều rất là tốt, mọi người có thể xem thêm ở báo cáo. Đây là một điều thay đổi tích cực. Về cổ phiếu thì chúng ta sẽ nhìn Nhật, Nhật làm cái danh sách sẵn một thời, chính vì cái dòng tiền như vậy nè, cổ phiếu nó đang vào large cap, mid cap khá là tốt, và đặc biệt là cái vùng mid cap này nè cũng đang khá là cái xu hướng tăng như vậy nè. Nhóm cổ phiếu ngoài những cổ phiếu hưởng lợi từ giá hàng hóa như là thép, như là gỗ, như là một số cái như dầu khí rồi đó, thì rõ ràng chúng ta thấy ở một cái chu kỳ hàng hóa thì ngành phân bón cũng đang hưởng lợi thì do giá phân bón tăng và những doanh nghiệp này có bắt đầu doanh thu đã chuyển vọng. Và giá cổ phiếu chúng ta sẽ đi sơ qua ví dụ như là lát lát cũng đã những chứng biến tích cực đó, thì lát nó cũng bắt đầu có một cái xu hướng tạo đáy và dốc lên. Từ đây mình mở xu thế tuần hay cho mọi người nhìn cho nó đã bắt đầu tăng trở lại từ tháng 9, tháng 10 rồi, nó quay trở lại vào vùng đỉnh cũ của last tới 17, 18. Đạm Cà Mau cũng đã xu hướng bước vào một xu hướng tăng rồi, vào một chu kỳ mới rồi. Ngoài những cái thông tin tích cực như vậy thì ngành phân bón giá cổ phiếu gần như là việc gia tăng doanh thu. Chúng ta nãy nhớ là cái slip hồi nãy, cái clip cái slide hồi nãy á, doanh thu bắt đầu triển vọng, người ta sẽ kỳ vọng nhiều hơn và dòng tiền bắt đầu kỳ vọng vào giá cổ phiếu, rồi doanh thu bắt đầu nó tăng hồi phục sau nhiều năm nó đứng bóng thì tiền bắt đầu cũng chạy vào nhóm phân bón, thì giá cổ phiếu cũng là ở cái mặt bằng tăng tiếp tục và hưởng lợi ngoài thêm cái chính sách nữa, một điều chuyển biến tích cực thì giá cổ phiếu khối lượng vào thì giá cũng đã tăng rồi. Đạm Cà Mau, Đạm Phú Vĩ,
Ngoài ra mọi người hãy hình dung đây là những doanh nghiệp đều có sở hữu của nhà nước, đặc biệt là của ví dụ như tập đoàn hóa chất của EVN. Vì vậy ngoài cái chuyện mà giá hưởng lợi từ các đoạn kinh doanh là một chuyện, thứ hai nữa dòng tiền vào mid cap trong bối cảnh tiền rẻ hiện tại trên thị trường chứng khoán, ngoài ra những cổ phiếu như vậy nó còn hưởng lợi từ sau cái thúc đẩy vào cái việc mà thoái vốn nhà nước của một số doanh nghiệp. Thì cái việc mà thoái vốn nhà nước thì sẽ cùng tìm hiểu với mọi người trong những cái đợt luận tiếp theo ha. Nhưng mà tóm lại cái ngành phân bón hiện tại, không phải là vì nó tăng rồi Nhật bắt đầu đưa làm cái video này, mà mọi người hãy hình dung là trước đó 2 ngày 2 phiên á, Nhật khó đưa những cái thông tin này ngay cái ngày của Miraset báo cáo, một ngày Nhật cứ đưa ra để mọi người chú ý. Nếu mà mọi người thấy được cái triển vọng lớn như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đem theo dõi những cái cổ phiếu như vậy, làm ra một cho mình một cái danh sách watchlist như vậy để mình theo dõi trong sắp tới. Vì mặt bằng, nếu mà xét về giá cả, mình chưa nói về giá trị nội tại ha, thì những cái cổ phiếu về đạm, về phân bón này nó có khả năng vào một cái chu kỳ mới, còn ở cái vùng giá 10.000 đến 9.000 rất là thích cho những nhà đầu tư mới người ta tham gia thị trường, và những nhà đầu tư rất là ok theo dõi những cái mã như vậy rất là thích. Thì đâu đó sẽ có những cái lợi nhuận, đạt được nhiều lợi nhuận ngắn hạn và bám theo một xu hướng tăng như vậy. Và khi chúng ta đầu tư, chúng ta thấy được cái bối cảnh triển vọng lớn, nhu cầu trung và dài hạn như vậy, thì chúng ta cũng khả năng đưa những cái danh sách cổ phiếu này vào phù hợp theo từng cái phương pháp đầu tư của riêng mình. Mọi người có thể theo dõi trên Stock Farmer Group để cập nhật những cái ngành nó hấp dẫn như vậy, Nhật sẽ có chia sẻ cho mọi người. Và tóm lại, những tóm tắt đơn giản thôi, chúng ta hãy nhìn đây, đây là một cái tóm tắt từ trên xuống dưới là giá nông sản thế giới đang có xu hướng tăng mạnh, rồi dẫn đến giá nhu cầu trên thế giới cả Việt Nam, dẫn đến nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào tăng, giá nông sản tăng sẽ hỗ trợ cho ngành phân bón, diện tích khai thác giảm xuống, trong cái việc có cái luật hưởng lợi được cái luật về thuế thế giới gia tăng, làm cho những cổ phiếu làm cho, đây là những thông tin làm cho cái cổ phiếu động lực cho cái việc tăng giá của cái cổ phiếu phân bón thời gian vừa qua, và khả năng là sắp tới sẽ tiếp tục trong cái chuyển biến tích cực của cái kết quả kinh doanh của ngành phân bón. Mà tích cực ở đây là vì trong quá khứ nó giảm rồi, bắt đầu có xu hướng nó ngóc đầu tăng trở lại, thì chúng ta hãy cùng nhau có thể là theo dõi những cái nhóm ngành này để cho mình có những cái quyết định đầu tư tốt hơn ha. Cuối cùng sẽ mong muốn quý anh chị và đầu tư vào Stock Farmer Group, đăng ký ủng hộ cho Nhật và đội ngũ sẽ cùng nhau làm ra những cái video chất lượng để giúp cho mọi người có những cái sự lựa chọn thật là tuyệt vời trong cái bước đường đầu tư của mình. Chúc quý anh chị một cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Xin chào mọi người.